bình thường thì vịt nhà mình nuôi thì mỗi lần cho ăn là mình gõ tiếng kêu ạ. Nên là khi chỉ cần nghe thấy tiếng kêu đấy thôi là vịt nó tự chạy ra nhé. Lúc mình đi ra đây mình không thấy con vịt nào cả, nhưng mình khi mình gõ tiếng kêu như vậy là tự nhiên là nó chạy về thôi. Một hai phút sau là nó chạy về kín rồi. Và khi mình cho ăn thì mình cứ cầm tay mình đưa thức ăn ra như này thì nó sẽ chạy vào chỗ mình nó ăn nhé. Lớp 8 rồi, nó trên tầng 2 nữa. Quạng. Không cho cái kia. Trả lời quạc quạc. Không cho cái kia. Bên nhà hàng có hai đứa đúng không? Có một đứa thôi. À, một trai một gái gì nữa. À ừ, như một đứa gái thôi. Nó mất toàn gọi vịt thôi. À, bây giờ anh gọi nó ra nè. À, quý vị và các bạn thân mến thì bên mình thì hàng năm thì bên mình vẫn ở ngoài công việc chính của bên mình là kinh doanh đà điểu, thì bên mình có một cái lĩnh vực phụ là mỗi một năm bên mình sẽ nuôi một cái đàn vịt nhé các bạn nhé. Bên mình trực tiếp nuôi, bản thân mình là người trực tiếp nuôi và cho vịt ăn hàng ngày. Và cái đàn vịt của bên mình ấy nuôi với cái mục đích là để tiếp khách, để tặng mọi người, những người mà hay làm việc với bên mình, những khách hàng, những đối tác và những người thân của bên mình. Hôm nay thì mình sẽ có một cái video nhé. Cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết là cái đàn vịt của bên mình là được nuôi như thế nào và nó gần gũi với người như nào các bạn nhé. Đây. Vịt. Hòa cầm nhìn nước lên thôi. Rồi rồi em như thế thôi. Bình thường thì vịt nhà mình nuôi thì mỗi lần cho ăn là mình gõ tiếng kêu ạ. Nên là khi chỉ cần nghe thấy tiếng kêu đấy thôi là vịt nó tự chạy ra nhé. Lúc mình đi ra đây mình không thấy con vịt nào cả, nhưng mình khi mình gõ tiếng kêu như vậy là tự nhiên là nó chạy về thôi. Một hai phút sau là nó chạy về kín rồi. Và khi mình cho ăn thì mình cứ cầm tay mình đưa thức ăn ra như này thì nó sẽ chạy vào chỗ mình nó ăn nhé. Đấy, bây giờ là khi nó quen rồi ấy. Bình thường là chỉ có một mình thôi, hôm nay là có cả 5 người nhé. Có vẻ như là nó hơi nhích nhác một tí thôi. Đây, quan thả đi, quan thả đấy thôi. Mở tài quân đấy nhá, đang ra đây rồi. Đang ra rồi, em lại bắt nó là nó sợ. Em đi thì nó sợ. Bắt thằng đi đứa đèn đấy. Đấy, mình đi đèn nó ra ngay. Ôi, bình thường buổi sáng là cho ăn ấy, nhìn thích lắm. Anh ngồi đúng ở giữa này, nó quay xung quanh nó ăn đấy. Ngồi mình vuốt ve nó thoải mái. Bình thường buổi sáng ấy, nó ngồi ăn như này, mình vuốt ve nó thoải mái, không chẳng nó chạy. Hôm nay đông người quá, nó khôn lắm, nó sợ. Các
nay mình quay cái đoạn video biểu diễn giới thiệu cái đàn vịt của mình, cũng là quay cái cảnh mà nó gần gũi như nào. Và cái mục đích chính là mình hôm nay mình sẽ bắt 4 con chia cho mỗi bạn 1 con mà. Hôm nay là sẽ có 4 người được 6 con chứ. Hiếu này sẽ 2 con này, nhà Hiếu 2 con này, Thằng 1 con này và 1 con là 4 này. Anh Hiệp 1 con là 5 này, chị Lan 1 con là 6 này. Ok. Bây giờ sẽ bắt 6 con này. Này cho con nào chọn đi. Hoa con. Ồ, con rồi, thịt ngon lắm. Thịt 2 con rồi. Ăn thịt ngon lắm. Người chạy thế nãy đầu cầm đi cho, không biếu. Ồ, năm nào thế mà, năm ngoái còn nuôi 200 con. Mà cho anh ăn đấy. Năm nay nuôi như thế. Nhỏ vịt lên cam đẹp hơn. Đẹp không? Sao nuôi cả con ngăn nữa anh? Ngăn thịt rồi. Ngăn thịt hết rồi. Chúng tôi ngăn già ở nhà rồi. Ngăn già ở nhà. Nhưng mà đứng rồi. Bây giờ ra là nó sợ. Mình cứ đứng yên đấy, bây giờ ra là nó chạy hết. Đấy, bây giờ mỗi lần bắt một mắt nó dễ. Nên người ta cho ăn cái một túm nào chú. Là mình vớ phải cái đàn thì có nghĩa là cái giống của nó tốt ấy. Cái giống mà nó mọn ra. Nó cứ loại cho loại chỏi rồi. Ê, con kia xấu là đẹp. Rồi xin. Nhưng mà chính là phải có gà có vịt này thì vừa nó sạch là. Thằng tự nhiên thằng đi ra nhé, không phải là ra lúc này mới lên hình nó mới đẹp. Cái lúc đẹp nhất thì đấy không lại đi ra. Em đi ra thì nó mới ra. Em đứng đấy thì nó lại bứt dập dào dập dình nữa, không vào à, không ra. Đứng ở đây này. Bây giờ em ra nó lại chạy. Chạy. Nó hết mà đứng giảng háng to quá. Đi ra không ra đâu, không ra đâu. Bây giờ nó ra nó chạy. Đấy thì chưa ra mà đã chạy rồi. Ra đâu đứng hôm đi ra ngoài này nha, không nhìn thấy vịt đâu mà nó là thích là vào cái bãi cỏ kia. Thế mình có một chút sau nó chạy mùi cả đan, nó chạy về thì mùi cả đan. Nhưng mà anh có công nhận không? Ở đây là phải đưa gà lên thì nó mới sạch được. Nếu không thì cỏ tốt lắm. Các bạn thấy đàn vịt của cô đẹp không? Cô đẹp hơn vịt này không? Quý vị và các bạn thân mến, thì vịt nhà mình ăn no rồi. Thì cái video này của mình sẽ kết thúc tại đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn ở những video tiếp theo nhé. Tôi là giờ là chiếm lại phẩm. Không của quảng cáo. Một đôi một. Cái áo này của hàng phải để ý liên tục chị. Đó. Anh cậy anh. Nhìn đàn vịt nó ra ăn đẹp chưa này?